câu chuyện đi lấy hàng của một con buôn. Hôm nay là một ngày trời rất mát mẻ và tôi lại phải chạy ra đường để đi lấy hàng. Nhìn cái nắng này là anh em biết trời nó mát mẻ cỡ nào rồi đó. Trời mát lắm nha các bạn, trời mát lắm. Bởi vậy nhiều khi chạy lấy hàng thấy xe hơi mà thầm mong không biết bao giờ mình có xe hơi để đi lấy hàng anh em. Và giữa cái trời mát mẻ như này thì thời trang mà tôi đi lấy hàng cực kỳ đơn giản luôn. Một cái quần sọt, một cái dép và một cái áo khoác. Thế là xong, đúng chắc con buôn chưa anh em? Nhiều anh em follow TikTok tôi chắc là cũng biết là ngoài chém gió trên TikTok thì tôi cũng là một con buôn đúng không? Con buôn chứ chưa phải là doanh nhân nha anh em. Cho nên tôi hiểu tâm lý mấy anh em bán hàng online lắm. Đặc biệt là mấy anh em nào văn phòng mà đang kinh doanh online nữa. Y chang tôi ấy mà. Mua đi bán lại kiếm chút tiền thôi. Hai vợ chồng tôi là kinh doanh trong ngành may mặc nên thường xuyên là ghé cái chợ này lắm. Anh em nào mà làm trong ngành may mặc ở Sài Gòn chắc chắn là biết cái chợ Đại Quang Minh này đúng không? Chợ này chuyên cung cấp sỉ vải với phụ kiện may mặc lớn nhất ở Sài Gòn này luôn. Mấy bạn trẻ trẻ mà kinh doanh thời trang là toàn vào đây để mà kiếm nguyên liệu không đó. Nè cái hẻm này bé tí thôi mà đủ các mặt hàng ngành may luôn anh em. Mà ở đây họ bán chéo cho nhau không à. Cho nên mỗi tiệm họ chỉ chuyên một cái mảng nào đó thôi. Nếu không có thì họ sẽ chạy sang cái sạp kế bên để mua về bán cho khách. Gần đây có vụ lùm xùm giữa chủ chợ Đại Quang Minh này với tiểu thương, hai bên còn đang ì xè với nhau ấy, mà theo chị chủ mình lấy hàng thì bảo là không có dễ gì mà tăng được đâu. Mà các bạn có biết là đa phần chủ sạp trong đây là người Hoa không? Phải nói là người Hoa buôn bán cực kỳ giỏi luôn. Ai chửi ai chê gì cuối cùng cũng phải về khu người Hoa để mà lấy hàng bán không à. Tôi quay cái video này là hôm lễ 2 tháng 9 á, cho nên bạn thấy người ta treo cờ đầy đường à, không khí trước lễ vui lắm, mà tôi quay xong về là không có vui nổi luôn. Đi về phát hiện mình bị nhiễm Covid lần thứ 2 anh em. Thế là cả lễ nằm sốt rên hự hự giờ mới tỉnh dậy làm cái video này nè.